Hôm nay mẹ mình mua cho mình bao nhiêu là đồ ăn, mình phải mang đến lớp ăn một mình cho bọn nó thèm mới được. No. Hôm nay không biết có đứa nào đi học muộn không đây. Em chào chị Sao Đỏ ạ. Chị gọi em có việc gì đấy ạ? Đi học ai cho mang quà vặt vào trường hả? Tịch thu nhá. Của em mà, của em cơ mà, sao chị lại lấy của em? Thế bây giờ tính thu được, thế là tính trừ điểm đấy hả? Tôi đi. Thôi xong rồi, bà Sao Đỏ bà lại đứng ở cổng trường. Mình mang nhiều bim bim thế này kiểu gì bà cũng thu. Đây, bây giờ mình sẽ nhét vào đây. Bà ấy sẽ không biết được. Bây giờ mình sẽ vào cổng trường. Em chào chị Sao Đỏ ạ. Chị gọi gì em ạ? Đi học cũng mang đồ ăn đến trường à? Tịch thu trừ 15 điểm nhá. Đi học anh em. Hôm nay ngại đứng à? Đã thế mình phải hết biết giờ mình vào được. Đi đâu đây? Em đi học đây. Mồm hình như có mùi bim bim thì phải nhở? Ăn quà vặt đi học muộn trừ 15 điểm nha. Đi ở đi nhanh. Mà cái lòng mà cái khẩu lộ cơ mà chạy lên không mà hứ.